Hãy xem thật kỹ video ở bên trên, như các bạn có thể thấy, ngài Putin có một dáng đi rất là đặc biệt. Tay trái của ngài vẫn đung đưa khi đi nhưng tay phải của ngài dường như bị cứng lại. Đã có một số suy đoán nói rằng đây là một trong những biểu hiện sớm của căn bệnh Parkinson, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Nếu như các bạn tìm hiểu sâu hơn về ngài Putin thì các bạn sẽ biết rằng ngài đã từng phục vụ trong KGB trong vòng 16 năm. Và trong sách đào tạo nó giải thích rằng cách sĩ quan nên đi để họ luôn sẵn sàng mang vũ khí. Cách đi này diễn tả đúng với dáng đi hiện tại của ngài và một trong những sĩ quan KGB dài hạn khác cũng có dáng đi tương tự.